Ok chào anh em, hôm nay lại gửi cho anh em một clip cần thanh lý tiếp nha. Đây thì đa phần những cây đây sẽ là những cây cần hải khúc nè. Đó, cái những như cây này cây lua nè, mấy cây lua này hoàn chỉnh hết nha anh em. Đó. Đây cần công anh em câu bè, bên đây vài cây cần rút. Rồi, để mình lên cụ thể từng cây cho anh em xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip shop lên thì anh em cứ gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đi gửi cho anh em cây số 1. Thì cây số 1 thì gửi cho anh em là cây cần của mấy anh nghệ nhân Nhật làm nhé. Đây. Đây là phen loại sứ nha anh em. Cái này là sứ nha. Đây, này là kim loại inox nè. Đó. Này sứ. Cây này thì nó dài là 1m05 thôi nha anh em. Dài 1m05. Chuyên về cho anh em là câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó. Mấy cây này câu tôm, câu mấy con cá mà dinh mà dẫn hoặc cá lăn rất là phê. Anh em ở biển thì có thể câu cá hanh, cá chắc. Đó. Đây, đó, đọc khá là nãy nha anh em. Cây này là nguyên cây cần đặt nhé. Đó, nguyên cây cần đặt luôn. Đó. Gốc này là gốc gỗ. Đó. Rất là đẹp nhé. Rồi, giá cũng khai cái số 1, giá 150 nha anh em. 150k cộng ship cái số 1. Rất ok nhé. Tiếp theo cái số 2. Cái số 2 gửi cho anh em là một cây cần của hàng Tomoto nha anh em. Cây này là một cây nội địa Nhật nhé. Đó. Phôi là phôi phôi đặc nha nè, phôi đặc. Đó. Cái này thì hàng kỹ Nhật về nè. Đó. Gốc họ làm này, rất là đẹp. Bát Pusi nha nè, bát Pusi. Phen dạng phen giống như Ikeda này nè. Đó. Đây. Đây. Thì cây này dài 1m2 nha nè, dài 1m2. Phen trên đây sẽ là phen Pusi. Dài 1m2 hai khúc. Đó. Thì cái này nó dạng cũng chuyên về cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Đó. Cái này thì nó bị mắc đầu bu rồi. Đó, giờ anh em thay đầu bu lại giúp mình nhé. Chất liệu cái này vẫn là chất liệu cần đặt nha anh em. Cần đặt. Đó, độ cứng cái này ra tầm khoảng 20-30. Đó. Vẫn câu anh em câu cá lăng thì cũng rất là ngon. Đó. Hôm nay câu cá hành, cá cháp. Cái dạng phen cái ta này nhìn rất là đẹp nha anh em. Rồi giá cũng khai cái số 2, giá cũng là 150 luôn nha nè, 150k cũng xếp cái số 2. Tiếp theo cái số 3. Cái số 3 gửi cho anh em một cây cần phíp đỏ nha. Một cây phíp đỏ hàng từ Nhật quê. Thì cây này cây một cây tay qua nha nè. Xem của nó đây, cây này một cây tay qua. Mình xem cây này nó dài mấy mét nha. Cái này dài 2 mét nha nè, dài 2 mét. Đây, bát là bát hãng. Phen là phen loại kim loại nha nè, loại inox đây. Phíp đỏ được cây này được cái phôi ngon đó. Phen ok hết nha anh em. Đó, nó chỉ mắc đầu bu. Đó, giờ anh em thay đầu bu vô là cây này anh em câu ngon lành liền. Phíp đỏ này câu rất là bền nha anh em. Rất là đẹp nha. Mình dính keo. Đó, giờ anh em vệ sinh lại. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 20-30. Đó. Rất là ngon nha anh em. Rồi, giá ông khai cái số 3, giá 150 luôn nha, 150k cộng ship nhé. Tiếp theo cái số 4. Cái số 4 gửi cho anh em là một cây cần ok anh em, tiếp theo cái số 4. Cây này chất liệu là carbon nha anh em, chất liệu carbon. Cán là cán 3 khúc nè, cán hở. Phen là phen hãng nhé. Phen hãng. Cây này hàng China xuất Nhật nè anh em. Đây. Đó. Cây này nó thuộc dạng cần lua mực nè, nó lua con tôm nè anh em. Đây là size con tôm nha, size từ size số 2 đến size số 3 nè. Lua bè từ bè số 8 0.8 đến 1.5. Đó, cây này dài 2m4 nhé. Đây, phen trên đây nó bị mắc phen nè, đó. Đây còn phen. Đây bị mắc phen. Đây còn phen, bị mắc phen, đầu bu còn. Đó. Cần này thì chắc mình bán thì chẳng bán phôi thôi, cho anh em về chế lại, anh em dựng phen lại. Đó. Phôi cái này thì ngon lành nhá, phôi bát thì ngon lành. Đó. Góc còn rất là đẹp. Đó. Ngon lành nha anh em. Rồi, cây số 4, giá 120 nha anh em, 120 cộng tiếp cây số 4. Đó. Bán phôi thôi nha anh em, có mấy cái phen thôi. Cái này còn 1, 2, 3 với cái đầu bu. Đó, mấy cây lại hư hết đây. Về anh em dựng lại dựng nha anh em. Đó.
tiếp theo cái số 5. Cái số 5 thì cái này hoàn chỉnh nhá. Cái này chắc là phép. À, cái này hoàn chỉnh hết luôn. À. Chắc là phép. Cái này về cho anh em câu lạc hoặc vui chơi được. Đó. Phèn sứ nha nè, cây phèn sứ. Nói chung là cây này mình không có lau chùi hết. Vậy anh em lau chùi giúp mình. Cái này dính keo thôi nha anh em. À, lau chùi ra. Phèn nó hoàn chỉnh hết nha. Phèn hoàn chỉnh hết. Thì cái này thông số thì nó sẽ dài 1m8 nha anh em. Dài 1m8, độ cứng của nó sẽ độ cứng ML. Đó. Tổng số nó bay hết đây, đo theo độ cứng tay thì cái này gây tầm khoảng cứng gây tầm khoảng 20 nha nè. Anh em câu lặt vặt câu trên ghe trên bè ngon lành đó, câu cũng rất là im nhá. Test đọc nè. Rồi giá cũng khai cái số 5, giá 160 nha nè, 160k cộng tiếp cái số 5. Tiếp theo cái số 6, cái số 6 vẫn là một cây cần nè nè, cái cần fan bát hoàn chỉnh. À, cán là cán bằng như này, cán bằng đó. Còn miếng ni lông luôn nè, phen đi, phen ok nhá, phen ok, phen ok, ok luôn, ngon lành đó. Cây này cầm rất là chắc tay anh em. Cây này dài cũng là 1m8 như này, dài 1m8, độ cứng ML. Cây này nó lua từ lumax của nó được là 7g như này, lumax 7g, lai từ 5 đến 10 lb. Đó, cái này anh em câu cá chẽm mấy con chẽm lá mà đó. Ngon lành đó, cái chẽm cá măng ngon lành. Câu lóc thì anh em câu nhái hơi đó. Anh em mới tập câu thì sắm mấy cái này về quăng thử xem có chán không nhá, chứ anh em đầu tư quá chán công bỏ thì cũng tiếc. Thì giá cũng khai cái số 6, giá 170 nha anh em, 170k cộng ship cái số 6. Cái này nhìn tương đối đẹp nhá. Ok, tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 thì gửi cho anh em là một cây cần phíp nha. Cây cần phíp nè. Cán là cán mút. Phen là phen kim loại nè. Phen loại inox nè. Bị gạch đen rồi. Giờ anh em thay phen lại ha. Hoặc anh em có thể đánh bóng lại anh em câu bình thường. Cây này thì phen hoàn chỉnh hết nha nè. Ừ. Thì cái này dài cũng là 1m8 nha em, dài 1m8, phôi phen hoàn chỉnh đó. Hàng Korea xuất Nhật. Độ cứng cái này cũng gây tầm khoảng 20-30 đó, cho anh em câu lật hoặc vui chơi, câu cá tơ, câu tôm, câu cá, câu cá lăng, cá ngạnh ngon lành. Test tổ công cần nè, thấy không? Nhũng nè. Rồi, giá cũng khai cái số 7, giá 120 đó. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 gửi cho anh em là một cây cần carbon nha anh em. Cây carbon đó, cán bằng nè. Cán này nó bị chóc rồi. Đó, đây cũng bị chóc. Cây carbon xịn nha anh em. Phen thì phen inox nha anh em, phen inox. Đó. Đây. Đó, cái dạng phôi cần lua, nó về cho anh em nào mà chịu khó dựng lại thì ngon lành, đẹp nhé, cây này đẹp, anh em, chất liệu carbon, đó, anh để trên cần luôn nha anh em, không cần phải đón, cái này dài 1m, dài 1m8 nha anh em, dài 1m8, độ cứng ML, độ cứng nó cây này test thì nếu về câu thì cái này độ cứng tầm đâu đó tầm khoảng 20-30 cũng được, đây, công thế này, đó. Nhúng luôn, đó. Test thôi nhìn em luôn. Công hình chữ C. Rồi giá công khai cây số 8, giá cây này, cây này carbon, giá 200 nha anh em, 200 cộng ship cây số 8. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 thì bán cần lỗi phen đó, về cho anh em chịu khó làm phen lại. Đây cây số 9 thì cây này cán của nó sẽ là cán 3 khúc nè, cán 3 khúc nha. Chất liệu là chất liệu phíp, bát ok. Phen đây, phen xít nha, phen xít mà sứ là khoan hãng nha, sứ bóng bị mắc phen này đó. Phen này ok, phen này ok, phen chân ok, đầu bu ngon lành đó.
Lurepicin nè. Đó. Cái này dài 1m8 luôn nha anh em, dài 1m8 luôn. Thì cái này nó lua từ 3 đến 15 g. Đó, vậy cho anh em dựng lại. Thay là một cái fan này thôi anh em câu vô tư nha. Độ cứng cái này thì nếu test ra tầm khoảng cũng 25-30. Rồi, giá công khai cái số 9, giá 100k. Đó. 100k vậy anh em mua cái fan lắp vô cái càng là câu ngon lành. Tiếp theo cái số 10. Đó, cái số 10 quẩn quậy nha anh em. Đang cần lỗi ven nè. Đó. Đây. Đó. Ba tay. Thì lỗi cái ven này nha anh em. Ven này nó bị hư rồi. Đó, vậy anh em thay ven này giúp mình. Cái này một cây cần con ngâm nhé. Cái này ok nè. Đó. Đây ok nè. Ven ok. Đó, lỗi một ven nha anh em. Cái này lỗi một ven. Để xem cái này nó dài nhiêu. À, cái này dài cũng là 1m8 luôn nha anh em. Dài 1m8 luôn. Đó. Rồi giá hôm khai cái số 10 giá vẫn vậy, giá thanh lý giá 100k. Vậy cho anh em làm lại nha, test đó nhúng ngon lành nha. Rồi giá công khai cái số 10 giá vẫn là 100k, đọt cái này cũng ra tầm khoảng 20-30 nhé. Tiếp theo 11, cái 11 gửi cho anh em một cây cần carbon. Đây chất liệu carbon nha anh em, đây chất liệu carbon đó, cản hai khúc nè. Mốt này nhìn họ làm rất là đẹp nhé. Cây nào cây máy ngang nha anh em, cây nào cây máy ngang. Bát Fuji. Đó. Fan là fan hãng. Đó, cây này về cho anh em nào làm lại nhé. Làm lại. Đó, từ đây nè. Ok hết nha anh em. Đó, ok. Ok. Thì cây này dài 1m8 nha, máy ngang. Fan là fan hãng. Khúc này thì nó bị hơi bị tét một tí nha anh em. Tét khúc này. Vì khúc này là khúc đọt đặc. Đó, đọt này đọt đặc. Anh em cắt ngang đây cũng được, cắt ngang đây anh em lắp đầu bù vô câu ngon lành. Đó. Nói chung thì cần mình thanh lý thì mình bảo anh em thanh lý. Đó. Được cái là cây này được cái pô carbon, vậy anh em độ chế thả ra luôn. Đó. Rồi cây số 11 giá 120. Tiếp theo cây số 13, cây số 13 về vẫn cho anh em độ chế nè, độ chế làm cần cột tôm câu lạc quạt chơi. Đó. Góc đẹp nha. Phôi là phôi, cái này là phôi sợi titan nha nè, sợi titan. Đó. Cái này dài là, để xem, dài 1 mét mấy ta. Đó. Hay. Cái này dài 1m6 nha nè, cái này dài 1m6, đó. Cho anh em về lên phen lại, hoặc anh em để phen này anh em câu tôm cũng được, nó câu lạc quạt vô chơi. Đó. Cái này nó cũng dạng tương đối cứng. Đó. Rồi giá khai cái số 12 giá 80k. Đó, thanh lý 80k. Tiếp theo cái số 13. Cái 13 là một cái cần tay người ta làm lại cần ISO biển nha. ISO bè. Batabat Pussy FS5. Đó. Góc nè. Đó. Chân giả chút nè. Phen lên nè. Đó. Phen Pussy nha. Bu giả quang. Thì có một cái phen này nó bị lỗi nè. Đó. Đây. Phen này. Thấy không? Vậy anh em lấy là bu ra. Anh em thay phen vô lại là ngon lành. Đó. Phen nó đây. Đó. Mấy cái này câu đi xuống biển câu mấy cái hanh cá cháp rất là phê nha nè, khá là nảy. Cái này chiều dài của nó sẽ là 1m6 nha nè, 1m65 ra tầm khoảng 1m6-1m65 nhé, rất là đẹp. Và lưu ý với anh em là mấy cây cần rút như thế này nè, đó anh em mà rút ra thế này dặn vậy là cứng rồi đó. Anh em có vũ ra nha, vũ ra là nó hít một cái là hít luôn á. Mình có một khách mua cần của mình rồi, vậy cầm cây cần mà cứ vũ ra, vũ hết lực ra cho nó thẳng ra rồi thông nó dính luôn. Đó, như vậy thì mình cũng bó tay nha. Rồi, giá cũng khai cái số 13, giá 100k nhé. Tiếp theo cây 14. Cây 14 là một cây cần carbon nha anh em, cây này một cây carbon. Thì cây này một cây cần của Suzumi chất liệu carbon.
bass là bass Fuji FS6 và cây này một cây cần tay chở máy nha, này cần tay chở máy đây đó. Cái này dài là 4m5 nha em, dài 4m5 cần tay chở máy. Đọc của nó sẽ là đọc thải thủy tinh nè, à, đây bù của nó đây, đây phen chạy cho này bị mất nè, một cái này còn nè, đó, à, này còn, đó, này còn, này bị mất, đó, mấy cái chỗ bị mất này anh em về anh em lấy cọng kẽm anh em xỏ vô làm lại giúp mình nha, đó. Nói chung là đây một cây cần tay chở máy đó, chất liệu carbon, rút ra là thẳng nha em, cây này rút ra là thẳng băng nhé đó. Nói chung là coi cây cần tay chở máy carbon này thì rút ra thẳng băng thì ngon lành, rút ra thẳng băng nha em đó, chất liệu carbon. Nó chỉ mất một hai phen đây đó, một phen nè, rồi nó chỉ mất hai phen thôi nha em, mất hai thanh thôi. Nói vậy anh em chịu khó anh em lấy cọng kẽm em xỏ lại làm giúp mình là con ngon lành, hoặc anh em có thể xả hết phen này luôn, anh em làm cần tay anh em câu cũng rất là im nhé. Cái này dài 4m5 bass Fuji chất liệu carbon, giá 200 nha anh em, 200 một cây carbon quá ok nhá, thì bao gồm carbon này đó. Suzumi cây 14 giá 200. Tiếp theo 15 là một cây cần dây trong nha anh em, cần dây trong dài 2m4 đó, loại cần gút nè đó. Cây 200 dài, cây này cứng là nó cứng ra tầm khoảng DX, nó cứng ra tầm khoảng 30-50 nha anh em, cũng tương đối cứng đó, gút nha anh em, dạng cần rút đó, dài 2m4 đó. Cái này nếu anh em hạ tay lại anh em cũng ngon, hạ tay lại làm cần nhấp cá lóc cũng ngon, hoặc anh em có thể xỏ chỉ cho anh em câu đó. Đây nó mấy cây cần rút như thế này nè, nó anh em đừng có vũ nha, vũ một cái là nó ra nó hít luôn đó. Ê, khách báo anh cầm cần anh vũ một cái nó hít luôn, bây giờ sao em, mà em cũng bó tay luôn chứ sao giờ. Đó, mấy cần rút cái này mà vũ một cái là anh hít luôn nha anh em. Rồi giá công khai cây số 15 giá 130 nha anh em, 130 cộng ship cây 15. Tiếp theo cây 16, cây 16 lên cho anh em một cây cần rất là xịn. Đây một cây cần 3m3 nha anh em, một cái súp lỡ 3m3. Bass Fuji FS7. Đó. Và đây đến từ thương hiệu của Nissin nha anh em, một cây thương hiệu của Nissin. Đây, hàng khá nổi tiếng. Và cái này nó bị rẫy đầu bu và nó bị mất phen. Đó. Đây. Anh em nhìn phôi đây. Đó. Phôi đọt đây. Sẵn thế này thì còn gì đầu nha anh em. Nói chung là cây này ngoài đẹp ra thì nó chỉ có đẹp thôi, rất là đẹp nha anh em. Đó, thấy không? Chung thì cây hàng này thì nó đi gãy đọt á, người bán thanh lý về cho anh em để quậy anh em câu cũng được, hoặc anh em có thể mua một cây đọt đặt, một cây đọt nào đó anh em lắp vào anh em câu. Đó, thôi cái này thì khỏi bàn, dài 3m3 đi gãy đọt. Thì cây nãy giờ nó còn chỉ có 3m2 thôi nha em, 3m2 thôi. Đó. Gãy mất 10 cm. Để mình đo lại chính xác cho anh em xem. 3m3 nó chỉ còn 3m15 thôi nha em, 3m15 thôi. Đó. Nó hụt đọt hơi bị nhiều. Đổi lên thì cây này nó rất là cứng, bây giờ thì rất là cứng luôn. Đó. Dạng cái này về nhấp lóc hoặc đặt trâu á thì có thể cong như cứng lắm. Mày phôi hít. Nếu phôi nít xin phôi này để thế này thì anh em biết rồi. Đó, rất là xịn nhé. Rồi giá công khai cây 16 giá 108, nó về cho anh em làm lại nhé. Tiếp theo cây 17, cây 17 gửi cho anh em là một cây cần hai khúc nha nè, cây hai khúc về cho anh em làm câu lăn xe nè. Đó, đây phôi sẵn nè, thấy không, sẵn hai dài nha, rất là đẹp luôn. Đó. Bass Fuji, phen Fuji, Bass Fuji, phen Fuji. Ngon lành nha anh em. Thì cái này dài 2m1 30 mà cái này nó đọt là đọt tháp mà bây giờ nó bị hụt đọt rồi. Đó.
để mình đo cái này coi còn nhiêu mét nha. Đó, cái hụt đọt vào nha anh em. Đó. Cần phôi thế này nè, vậy anh em chỉ cần lắp đầu bu vô anh em chiến thôi. Đó, anh em về mua về lắp đầu bu vô chuyển thôi. Đó, ngon lành nha, phôi đẹp, bát đẹp. Rồi để mình đo cái này coi nhiêu mét nha. Cây này 2m1 mà mình đo bây giờ nó còn chỉ có 2m07 thôi, tương đương với hụt tầm khoảng 3 cm nha anh em. Hụt 3 cm đó, thì bình thường nha anh em. Đó, bình thường cái này giờ nó tính ra tầm khoảng 50 nhé. Ở về cho anh em câu lăng xê ngon lành, vôi chắc khừ. Đó, chỉ cần anh em bỏ tiền, ít tiền mua cái đầu bu nó ngon lành nha anh em. Rồi, giá con thay số 17 giá 250 nha, 250 cộng xếp cái 17. Tiếp theo 18. Cây 18 là một cây cần một khúc nè. Đó, một cây một khúc. Đó, cây này chuyên về cho anh em câu ghe thuyền bè. Bát là bát Fuji. Phôi cái này sẽ là phôi City Tinh nha anh em. Sợ thi tinh đặc. Đó. Phèn dạ quang nè. Phèn dạ quang. Phèn xít. Dạ quang, dạ quang, dạ quang, dạ quang và nó bị mắc trụ. Đó. Cây này chiều dài của nó là 1m4 nha anh em. Dài 1m4 cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền. Vậy anh em chỉ cần lắp cái đầu bu vô thôi, anh em câu thôi. Chỗ này thì nó dạng nó quấn chỉ anh em, nó bị giục chỉ ra thôi. Không mình không ảnh hưởng gì nha. Đó, thôi rất là chắc nè, mình bẻ cong thế này. Đó, buông ra. Đó, mấy cái này thì anh em câu cảm giác phê pha luôn á. Cái này nó dài là 1m4 nha anh em, dài 1m4. Rồi giá con khai cây này về anh em bỏ đầu bu vô anh em câu, giá 200. Đó, mã số 18. Tiếp theo 19. 19 thì cây này chắc bán phôi thôi nha anh em. Cây này một cây đai qua chất liệu phíp. Bát Pusi mắc một phen. Cây này mắc, cây này phen còn. Cây này phen còn. Phen còn, phen còn, phen còn, phen còn. Phen còn, đầu bu ok, đầu bu này bị dục ra giờ anh em dán lại. Đó, cái này thì nó dính sơn nè, cái này dính sơn, giờ anh em lấy acetone rồi anh em lau lại giúp mình nha. Thì đây một cây tay qua dài 2m4 nha anh em, tay qua dài 2m4, độ cứng ra tầm khoảng 30, chất liệu phíp. Đó, đó bị lỗi một phen này. Đó, giờ anh em dựng phen lại nha. Rồi giả công khai cây số 19 bán thôi, giữ bát giữ dài có phen trên cần. Đó, nghe nè, giờ anh em dựng lại giá 120 ngon lành. Tiếp theo 20 gửi cho anh em là một cái góc cần. Đó, cái này chọn chỉ được một cái góc thôi như này, nên được cái góc này góc tiếp nha. Góc cây này là sẽ là một cây cần mái ngang. Đó, cán là cán bằng, cái bát cán thì ni lông ở ngoài này ta chưa bóc nữa nè. Đó, bát gòn luôn nha nè, bát Fuji. Đó, thì đây một cây gốc cần của carbon nha anh em, carbon dài 1m8, dài 1m8, chỗ bộ phen của nó sẽ là phen gòn luôn nha anh em, Fuji gòn, đây, ngon lành nha, đây Fuji gòn. Rồi giá công khai cái gốc này, mình chỉ có cái gốc thôi nha anh em, không có đọt nhá, giá 100k, đó, cây số 20, tiếp theo 21, 21 đồng cây cần gốc là VIP nha anh em. Nhìn vô anh em đã biết cái phôi carbon này nha anh em, đây phôi carbon. Đó, cái này một cây đến từ thương hiệu Rock nha anh em. Đó, cái này thì mấy anh thợ thầy thì thích lắm. Đó, phôi này thì không ảnh hưởng gì, không lỗi gì cho nha anh em, đây nó bị chóc lớp chỉ thôi nha anh em. Đó, đây sau phôi trong thì nó không bị tét, không bị nứt, không bị bể chân nhé. Đây nè, nó chốc lớp chỉ này vẫn đầu cần này thôi. À, giờ anh em chịu khó đi chỉ lại nha. Đây, à, lớp ở trong là lớp carbon, nó dạng sẵn hai lớp nè. Đó, thấy không? Cái lớp này lớp chỉ thôi nha. Đó, phôi carbon. Cái này nó mình đo chiều dài của nó sẽ là 2m1 nha anh em. Nó bị hụt đọt tí nè. À, chiều dài của nó sẽ là 2m4. Đó, bị hụt đọt tí. Đó, này 2m4 mấy á, mà bây giờ nó cũng còn 2m4 thôi. Phôi ở trên của nó sẽ là phôi carbon nè. Cái đọt, cái gốc đọt mà để cắm cái gốc ở trên đây á sẽ là cái gút nha anh em. À, gút, à, cần gút. Đó, về cho anh em nào mà đổ phen lại nè, à, câu ngon lành nha anh em. Đó, rất là đẹp nha.
rút ra là thẳng băng luôn nè, đó thấy không, rất là phê nha. À, phen cái này cũng là phen xít luôn nha anh em, chứ không phải là phen bình thường đâu nha. Đó, coi này thì rất là đẹp. Đó, anh em thợ thì thích thì làm cái này nha anh em. Góc nó đây, góc cái này thì cắm vô. Đó. Rồi, giá công khai cái phone này, giá 200 nha anh em, 200 cái phone này. Đó, cái này phone này khá là ok nha. Vậy anh em chịu làm thì ngon lành. Đây, bởi vì xước nè. Đó, thấy không? Đó. Rồi, đó tổng cộng 21 mã lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng mã nào có thể chốt để shop điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.